Chào mừng tất cả các cậu đã quay trở lại với bản tin công nghệ của Điện thoại Vui TV. Và ngày hôm nay thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bắt đầu nào. Mới đây, nhà nổi tiếng phân tích Michigo đã vừa đưa ra những thông tin thú vị về chiếc iPhone SE 2 và dự kiến là chiếc điện thoại này sẽ được ra mắt vào đầu năm sau. Như đã được nhắc đến trước đó, thì thông số kỹ thuật của iPhone SE 2 tương tự như là iPhone 8. Ông Kuo cho biết là iPhone SE 2 cũng sẽ có dung lượng lưu trữ là 64GB hoặc là 128GB và ba tùy chọn màu sắc là bạc, xám, không gian, đỏ. Nhà phân tích này thì cũng dự đoán rằng là giá khởi điểm cho chiếc iPhone mới sẽ rẻ hơn, chỉ từ 399 USD. Cuối cùng là Kuo tiếp tục tin rằng Apple sẽ công bố iPhone SE 2 trong quý đầu tiên của năm tới và hãy cùng bọn mình chờ đón xem nhá. Chắc hẳn là những anh em nào sử dụng iPhone thì đều quá quen thuộc với ứng dụng Safari tìm kiếm của Apple. Tuy nhiên mới đây thì đã có thông tin là ứng dụng này đang ngầm thu thập dữ liệu của người dùng và gửi cho Tencent Game. Tencent chứ không có game. Cắt khúc game. Lâu nay thì Safari vẫn luôn gửi dữ liệu của người dùng cho Google Search Browing. Tuy nhiên là ở trên iOS 13, các chuyên gia đã phát hiện ra là Safari gửi thông tin người dùng cho Tencent Search Browing thay vì là gửi cho Google. Tuy nhiên thì các chuyên gia vẫn đang thắc mắc không biết hiện tại Tencent chỉ thu thập thông tin người dùng tại Trung Quốc hay là trên các quốc gia khác. Chưa biết mục đích của việc hợp tác này là gì, tuy nhiên khá nhiều người bất ngờ trước việc là Apple bắt tay cùng với Tencent. Có thể đây là chính sách của chính phủ Trung Quốc đặt ra với những ứng dụng Internet trên lãnh thổ của họ. Mới đây, CEO của Huawei là ông Nhậm Chính Phi cũng đã lên tiếng rằng là Harmony OS chỉ cần tầm 2 năm để có thể sánh vai được với iOS của Apple. Tôi nghĩ là có thể mất khoảng 2-3 năm. Vì tôi là một phần của ban lãnh đạo công ty nên tôi cần thận trọng khi đưa ra các mốc thời gian này. Nếu không, tôi có thể gây ra áp lực lớn cho các nhân viên của công ty. Ông Phi nói, có thể thấy tuyên bố của ông Phi là cực kỳ mạnh mẽ vào hệ điều hành của mình. Tuy nhiên, nếu có thể thì Huawei vẫn lựa chọn hợp tác cùng Google với hệ điều hành Android. Chúng ta hãy cùng đón xem liệu Harmony OS có thành công ở trên chiếc Huawei Mate 30 không nhá. Tiếp tục là một thông tin đến từ nhà Huawei khi mà hãng này công bố cái sản phẩm smartphone mới nhất của họ sau cái sản phẩm smartphone là Mate 30. Thì hứa hẹn là smartphone này sẽ có một camera ẩn phía dưới màn hình. LM rất nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó đi kèm với một phông nền làm nổi bật các đường viền của một chiếc điện thoại thông minh hoàn toàn tràn viền gần như 100%. Một chi tiết khác đáng chú ý chính là một điểm sáng ở phía trên màn hình bên phải. Nó dường như gợi ý về một cảm biến camera phía trước nằm dưới màn hình. Cuối cùng không có dấu vết của loa qua thư mời này. Do đó, Huawei đã sử dụng một công nghệ âm thanh mới thay thế bằng cách sử dụng cách rung động phát ra từ màn hình OLED. Một quy trình mà nhà sản xuất Trung Quốc đã thực hiện với chiếc B30 Pro với rất ít thành công. Kết quả là âm thanh cũng khá bị nhòe. Chúng ta hãy cùng đợi xem là liệu cái thiết bị này có âm thanh không nhá. Một tin tức mới khác lại đến từ nhà Xiaomi, nhưng mà mới đây thì công ty này cũng đã đăng ký một cái bằng sáng chế về một chiếc camera selfie được đặt ở góc của viền bezel. Theo những hình ảnh mới nhất được tìm thấy trong bằng sáng chế của Xiaomi, có thể thấy là nhà sản xuất Trung Quốc đang có ý tưởng về một chiếc smartphone với hai camera nằm ở góc màn hình. 3 trong 4 thiết bị được tìm thấy camera selfie của những thiết bị này sẽ không hề ăn lẹn vào phần phía trong màn hình. Việc đặt camera ở vị trí trên cũng khá tối ưu về mặt không gian, nhưng lại khiến những thiết bị này có thiết kế khá dị. Tuy nhiên vì chỉ mới giai đoạn ý tưởng nên chúng ta vẫn chưa chắc chắn được là việc Xiaomi sử dụng thiết kế trên cho model smartphone của mình trong tương lai hay không. Và đó là những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10. Đừng quên hãy nhấn like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV. Cảm ơn, bye bye. Chào tất cả các cậu.